Chào các bạn, hôm nay Tin sẽ chơi cái trò là học học qua cái hình dáng nha. Đầu tiên là bông hoa là có một cái bông hoa. Thứ hai là trái táo là có một trái táo. Cây thông, chữ này chữ cây thông là có cây thông. Ở đây là ngôi nhà là có ngôi nhà. Đây là thuyền, đây là cái này là thuyền buồm nha. Bắt đầu Tin kéo đi. Tin thích trò chơi này không Tin? Dạ thích. Rồi Tin bye bye các bạn nào. Dạ bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo. Cái ăn cái này nè, da chua. Được. Da ua. Da ua.